ca hát và nhảy múa. Cổ động viên Ả Rập Xê Út hào hứng rời sân vận động Lusail sau khi đội tuyển của họ đánh bại người khổng lồ trong bảng đấu Argentina. Chiến thắng 2-1 của Ả Rập Xê Út trước đội tuyển của siêu sao Lionel Messi được coi là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup. Xin lỗi, rất xin lỗi nhé Argentina. Tuyệt vời, không thể tin được, không thể tin được. Tôi đã bảo bạn tôi là tôi chỉ mong thua Argentina 2 quả, kiểu như 3-1 hay 2-0 thôi, thế mà lại thành 2-1 thắng cho Ả Rập Xê Út. Tôi thấy rất phấn khởi, quá hạnh phúc, thật bất ngờ và tôi thật mừng vì tôi đã có mặt ở đây, cổ động cho đội của chúng tôi. Chiến thắng này thật xứng đáng, chúng tôi đã chơi với một đội rất mạnh nhưng không có gì là không thể trong bóng đá. Chúng tôi đã đến, đã đá, đã nỗ lực và đã thắng. Trong khi đó, các cổ động viên Argentina thì thẫn thờ không thể nào tin nổi vào trận thua mở màn của đội tuyển mình. Thú thực, đây là kết quả không tin nổi vì đội chúng tôi đã đá một mùa rất tốt. Chúng tôi rất kỳ vọng. Ả Rập Xê Út là một trong những đối thủ dễ nhất của chúng tôi nên những gì diễn ra thật không thể tin nổi. Thật phi thường cho Ả Rập Xê Út. Cứ cho đây là một trong những đội tốt nhất châu Á đi, nhưng Argentina đã đá tốt trong hiệp đầu. Tôi nghĩ là có vấn đề về tâm lý. Cú vào thứ hai của Ả Rập Xê Út thật kinh khủng, thật bất ngờ. Nó gây ngạc nhiên cho tất cả khán giả. Tôi chỉ có thể nói là thật bất ngờ. Thú thực, tôi không tin nổi. Một trận đấu kỳ lạ, không bình thường. Nhưng bóng đá là thế mà. Lionel Messi đã mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên sau đó Saleh Al-Sherry và Salem Al-Dawsari đã ghi bàn trong hiệp 2, giúp Ả Rập Xê Út vươn lên dẫn 2-1. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận dù đội tuyển Argentina đã nỗ lực tấn công. Không chỉ quật ngã ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đội tuyển hùng mạnh Argentina, đại diện của châu Á đã chấm dứt chuỗi 36 trận bất bại của đội quân áo sọc xanh. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi mà trước đó các đại diện của châu Á như Qatar và Iran đều nhận thất bại đáng buồn. Người đứng sau chiến thắng của đội tuyển Ả Rập Xê Út chính là huấn luyện viên Hervé Renard, nhà cầm quân 54 tuổi người Pháp, từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định vào năm 2004. 18 năm sau, ông góp mặt ở World Cup và giúp Ả Rập Xê Út thắng đội tuyển Argentina. Dù cơn địa chấn mà Ả Rập Xê Út tạo ra khiến cho các cổ động viên Argentina cảm thấy thất vọng, song họ vẫn tin tưởng đội quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ sớm lấy lại phong độ trong các trận đấu tiếp theo để có thể vượt qua được vòng đấu bảng. Không được mất niềm tin, nhưng tôi nghĩ giải này sẽ khó khăn. Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Thua thì cũng thất vọng đấy, nhưng mà bóng đá là thế mà. Thất bại trong trận ra quân của Messi và các đồng đội khiến cho tình thế của đội tuyển Argentina trở nên khó khăn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài và hy vọng đội quân sọc xanh trắng sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình trong những trận đấu sắp tới và tiếp tục đi sâu vào các vòng sau.